đi du lịch chỉ để xem điệu múa sáng sớm của con gái hơ mông mà lỡ ngủ dậy muộn. Nani? Nhóm du khách mắt nhắm mắt mở vừa đánh răng vừa thưởng thức siêu phẩm khiến cộng đồng mạng cười bò. Việt Nam luôn là một điểm đến cực kỳ thu hút với nhiều khách du lịch nước ngoài, không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên trên cả tuyệt vời mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của rất nhiều dân tộc. Một trong số đó phải kể đến điệu múa khen sáng sớm của dân tộc Hơ Mông khiến không ít anh em mê như điếu đổ. Có lẽ đó chính là lý do của nhiều thanh niên khi chọn điểm đến tại Hà Giang. Ấy vậy mà vì thời tiết chiêu chiêu, một đoàn du khách lỡ ngủ quá giờ và cái kết. Nhìn đoàn du khách nước ngoài còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, một tay đánh răng, tay kia dụi mắt, nhưng vẫn chăm chú thưởng thức tiết mục đặc sắc trước mặt không trượt dây nào là đủ biết nó phải cuốn hơn cả bánh ra sao rồi. Wow. Chậm một chút là hối hận cả đời, cũng may là vẫn còn kịp. Các bạn đã từng chứng kiến nét đẹp văn hóa này chưa? Comment chia sẻ nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để cùng 8TV cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.